Thì xin chào anh em, lại là TK đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với con game Big Boss. Số vốn hôm nay mình có là 15M tròn nha anh em. Thì hôm nay trở lại mình sẽ không chơi bầu cua nữa, hôm nay mình chơi sóc đĩa nha anh em. Thì mới đầu vào thì mình phải soi cầu trước đã nhé anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em vài cái mẹo để anh em đánh sóc đĩa có lãi nha. Thì tay đầu tiên mình sẽ vào sắp đôi 3M và vào ba đỏ một trắng 1,5M nha anh em. Và mình sẽ bonus con tứ đỏ thêm 500 nữa nhé. Thì cái cách mình chơi nó được gọi là cầu rèo, khi nó vào một trong hai cửa chẵn đồng hoặc là ba đỏ một trắng thì anh em đều có lãi nha. Thì tay đầu mình lãi được 910.000 nha anh em. Mặc dù khi anh em thắng cái cược này thì cái mức lãi của anh em nó không cao nhưng mà nó mang tính ổn định nha anh em. Được rồi, thì tay tiếp theo mình sẽ đánh vào chẵn đồng 2,5 và ba đỏ một trắng thêm 1,5 nha anh em. Thì ván này mình cũng sẽ bonus vào tứ trắng 5 lít nha anh em. Thì tay này trừ khi nó vào ba trắng một đỏ thì mình mới lỗ thôi nha anh em. Còn lại nó vào tay nào thì mình cũng có lãi. Đấy, thì tay này nó lại tiếp tục về ba đỏ một trắng thì mình lãi sương sương nãy giờ là hơn 2 củ rồi nha anh em. Thì những anh em nào mà biết cách soi cầu ấy thì anh em cứ đánh theo cái công thức này thì ván nào anh em cũng có lãi. Anh em chỉ việc soi cầu và xem nó có khả năng bẻ không thì anh em có thể đổi cái tay ba trắng một đỏ hoặc ba đỏ một trắng ở dưới. Và anh em nên nhớ lúc nào đặt cái tay màu ở dưới nó cũng phải nhỏ hơn tới 9 nha. Thế thì anh em mới bảo toàn vốn được. Thì ván này mình đặt ba cổng, nó về chẵn đồng thì mình lãi được 800.000 nha anh em. Đánh theo cách này thì cầu nó vào cửa nào anh em cũng có lãi hết. Trừ khi mà anh em đen quá nó vào ba trắng một đỏ thì chịu. Thì anh em nào thấy mình chơi game mà có hứng thú thì có thể tải game theo link ở dưới phần mô tả và phần bình luận nha anh em. Sau đó anh em có thể click vào link Telegram và tham gia vào bốc. Bên mình sẽ hỗ trợ và tặng cho anh em code ngẫu nhiên từ 20.000 tới 100.000 để anh em trải nghiệm nhé. Thì tay này mình đặt vào sắp đôi 2,5. Trừ tiền cược ở hai cổng kia thì mình lãi được 1M nha anh em. Đấy, thì nãy giờ mình ăn thông được vài tay thì mình lãi hơn 3M rồi nha anh em. Những anh em nào có vốn ít hơn mình, khi anh em ăn được thì anh em nên nghỉ để bảo toàn vốn nha. Thì sóc đĩa ở trong Big Boss cũng là một trong những mini game mà mình ưa thích nhất, nên là mình muốn chia sẻ tới anh em cái mẹo để anh em có thể kiếm lãi hàng ngày. Thì tay đi mình đặt nhầm vào sắp đôi có 1,5M anh em. Nếu mà nó sổ ra ba đỏ một trắng thì mình mới có lãi, còn nó về sắp đôi thì mình chỉ hòa vốn thôi anh em ạ. Đấy là lý do mình khuyên anh em nên đặt vào cái cửa chính, ít nhất phải gấp đôi cửa phụ nha anh em. Những anh em nào chọn chơi kiểu rào hai cầu thì anh em có thể đặt thế này, nhưng mà mình chọn chơi rào ba cầu thì vốn của mình ở cửa chính nó phải cao hơn nha anh em. Tại vì mình đang thêm cái cửa tứ anh em ạ. Tại vì cửa tứ nó nhân cho mình tận 15 lần luôn. Đây, thì ván này mình đặt lại vào chẵn đồng 2,5 nha anh em. Rào ba đỏ một trắng 1,5 và bonus cho con tứ trắng 500 nhé. Đây, thì tay này nó về ba đỏ một trắng rồi thì mình lãi 1,4 nha anh em. Cái chiến thuật mà mình đang chơi thì anh em vốn nhỏ hay vốn to đều chơi được. Quan trọng là anh em phải biết lựa chọn mức cược phù hợp với anh em nhé. Thì nãy giờ mình cứ rào tứ hoài mà nó không về anh em ạ. Nên tay này mình đánh nhã nhã vui 50.000 nhé. Mình thấy có lẽ 10.000 nên mình đặt luôn nha anh em. Thì bây giờ mình cùng xem nó ra như nào để mình đoán cầu tiếp theo nha anh em. Nó sổ về tứ đỏ luôn anh em ạ. Lúc mình rào mấy tay 500.000 thì nó không ra anh em ạ. Còn lúc mình đặt vui có 5-60.000 thì nó lại ra. Tay này cũng lại sương sương được 800 mấy anh em ạ. Thì hôm nay mình nhìn cầu thì có vẻ nó đang bệt anh em ạ. Nó chỉ bẻ hai tay từ chẵn đồng sang ba đỏ một trắng thôi, chứ mình thấy ba trắng một đỏ này giờ nó chưa về anh em nhé. Thì mình lại tiếp tục đánh hai cổng và bonus vào con tứ trắng 100.000 nha anh em. Thì mỗi lần mà cầu nó bệt như này thì mình đánh tới bao giờ mình gãy thì mình mới đổi cầu nha anh em. Đây, nó lại về ba đỏ một trắng rồi. Thì đánh cầu rèo khả năng lãi là 80% anh em ạ. Còn 20% còn lại là nó bẻ cầu thì coi như mình xui anh em ạ. Thì nãy giờ mình ăn thông mấy tay lãi hơn 6M rồi nên tay này mình sợ nó bẻ lắm anh em ạ. Thế nên là tay này mình sẽ chỉ đặt vui vui vào cửa tứ đỏ 150 thôi nha anh em. Vui thì cũng không sao hết. Chủ yếu là để mình xem cầu nó bẻ về hướng nào nha anh em. Thì tay này nó vẫn là về chẵn đồng anh em ạ. Nãy giờ chỉ có hai tay từ chẵn đồng tới ba đỏ một trắng thì nó làm liên tục luôn anh em ạ. Thì tay tiếp theo thì mình lại bắt cầu ở dưới cũ thôi anh em ạ. Lần này mình sẽ bonus nốt một con tứ trắng nha anh em. Nãy giờ thì cầu nó bệt liên tục, mình nghĩ nó sắp bẻ cầu rồi nhưng mà chưa biết bao giờ nó bẻ đi anh em ạ. Thì tay này lại 2m5 vào chẵn đồng và rào ba đỏ một trắng nha anh em. Tay này nó bẻ rồi anh em ạ. Bay 4,5 nha. Thì nhược điểm của cái chơi cầu rào này đó là khi mà nó vào cái cửa mà anh em không đặt thì anh em sẽ bị mất trắng nha. Nên là anh em nào vốn ít mà ăn được vài tay thì anh em nên nghĩ để bảo toàn vốn nha. Nhưng mà với giờ anh em biết soi cầu thì khả năng bị bẻ là khó lắm anh em ạ. Thì nói chung tỷ lệ lãi nó vẫn cao hơn tỷ lệ bị bẻ nha anh em. Thì tay này mình lại đặt vui vui vào con thứ trắng xem nó có ra không nè. Vãi chưởng nó ra luôn anh em ạ. Những cái tay mà mình đặt to ấy, mình rào lớn thì nó không ra tứ nha anh em. Mà những cái tay mình đánh nhỏ, mình đánh vui vui, mình đánh một cửa thì nó lại ra.
Thì nãy giờ công thức nó đã có sẵn rồi anh em ạ. Thì bây giờ mình chỉ việc áp dụng theo công thức là ra. Thì tay này mình vẫn sẽ bỏ chứ mình chưa muốn đánh nha anh em. Thì tay này mình sẽ bắt vui vui hai con tứ mỗi con 100.000 nha anh em. Chủ yếu là để xem nó sẽ bẻ về đâu. Thì tay này nó sổ về chẳng đồng rồi anh em ạ. Thì miễn cầu nó chưa bẻ thì anh em cứ tiếp tục bắt lại cầu cũ nha. Những cái công thức, những cái mẹo theo kinh nghiệm của mình biết mình đã chia sẻ hết cho anh em rồi. Anh em chỉ việc dựa theo đấy mà đánh và kiếm lãi thôi. Bây giờ thì trời bên mình đang mưa nên là mình xin phép anh em mình không bình luận nữa nhé. Chúc anh em xem video và nghe nhạc thật vui nhé. Trên môi nụ hôn của anh.
Được rồi thì hôm nay mình chốt lại nhẹ nhàng 15M nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em đã xem.